Hôm nay em mình dừng tại đây mọi người ạ, dừng đây và đi bộ lên phía trên này. Em men vào một chút để cho nước có chống nước rút, nó rút chừng 5 đến 60 phân trong 2 3 ngày thì mình cũng đỡ bị thuyền nó mắc cạn. Nếu mà vào trong kia không may mà nước nó rút sâu thì sẽ bị mắc cạn ngay mọi người ạ. Rồi anh em chuẩn bị đồ và đi vào trong phía sâu này. Nói chung bây giờ 11 rưỡi thì anh em cứ đi được đến đâu đi thôi, cũng không nhất thiết là cứ phải đi vào xa, nếu càng đi vào xa được thì càng có nhiều cá hơn mọi người nhé. Còn ở ngoài thì nó sẽ được ít hơn và nó đỡ mệt hơn thôi, đi ngoài đi sâu thì nó mệt hơn. Đó, giờ anh em mình chuẩn bị đồ này. Đó, có hai anh em nữa đi hành trình câu suối mọi người ạ, chủ yếu đi đánh câu răng mọi người nhé. Câu tay thì mùa đông này chỉ có cá lăng ấy, nó có thì được ít nhiều gì đó thôi, chủ yếu anh em mình đánh câu răng. Tại đây mọi người nhá, vì là lý do không có màn ấy, không đi vào sâu nữa, anh em ở đây một tối xem thế nào ấy, mà cá nó kém quá thì mai mới chuyển vào trong mọi người ạ. Đây mình sẽ đêm mình sẽ câu cái vùng này khá dài mọi người ạ. Đây nó dài từ trên cái đầu sải này mọi người này, dài đây, đoạn này mình sẽ câu trạch được, đoạn thế này mình sẽ câu cá lăng được mọi người ạ. Đó, mình sẽ câu răng ở dưới kia hoặc là lên trên thả một chút mọi người nhá. Bây giờ anh em ăn tí cơm nấm mang đi ấy, cho nó đỡ đói, xong rồi làm cái chòi tạm tối lấy cái ngũ vì mình không mang màn đấy, xong rồi đi thả câu mọi người nhá. Thôi giờ mình ăn cơm chiều với lại mọi người nhá. Mình tranh thủ xuống 3 cái câu mọi người ạ. Một cây mình đánh kiểu để chỉ cách dây đến lưới chừng hơn 1 mét, lơ lửng như thế này này, lơ lửng thế này mình hy vọng cá chảy nó ăn. Và hai cây ngâm cá chạch này, thằng em nó vừa ném xuống ấy mọi người này, từng con chạch rồi này. Đây, được con trạch và con cá mò lúc nãy mình lua được, cá mương lua được thôi mọi người ạ. Đó, cá chảy hôm nay nó ăn nó đớp mấy lần mà không dính. Đó, nên đây mình dừng ở đây để mình tối mình đi thả câu cái câu vụng này đây, rồi mình nhắm xem thấy quay về có được con nào mọi người nhá. Cứ kệ nó thôi. Anh em làm cái trò phía bên này mọi người này. Bây giờ mình chuẩn bị đi thả câu răng, bây giờ 5 giờ rồi, hơi muộn rồi đấy. Làm là tạm chập cầu chập nước cũng hơi lâu, mình không quay khâu đấy mọi người ạ. Mà mình sẽ quay trò lại cho mọi người xem thôi. Bây giờ mình coi mấy cái câu đây, mình thả lại run. Câu lúc chiều mình thả xem là con nào, thả lại run rồi đi thả câu răng về. Rồi cái câu đây mọi người nhá, mình chuẩn bị đây. Thêm con chạch cho mọi người này. Đó, nó chiều được con, đây là con nữa này. Ngon rồi. Xuống xong lại đây mọi người 3 cây nhé. Bây giờ thì để đây lên được cả rô một con chạch này. Mình đi thả câu thôi nhé. Cá ở rô mua rồi. Về có cái nữa mọi người ạ.
anh em mình lên phía trên thả mọi người, sắp tối rồi. Thả được bao nhiêu được về câu, định câu mà thôi, đi thả một lúc về mọi người nhá. Đi nào. Mình mới thả câu lại mọi người, lý do lại muộn quá mình bắt được rất nhiều ấy, gì nhiều ấy và vài giá thuộc nhỏ nhỏ mọi người ạ. Đây mọi người này, mình thả xong rất lâu rồi nhưng mà mình thấy nhiều cái con này hôm trước này, anh em đi bắt được cỡ hơn 1 kg rồi. Bây giờ làm một ít để nấu canh ăn xong rồi tối mình nướng, mọi người nướng hết. Đấy, nhiều không mọi người? Đó, đã luôn mọi người nhá. Này, này, đó, nhiều lắm, sướng lắm. Vừa thay bộ quần áo cho nó đỡ lạnh mọi người. Đỡ lạnh quá. Cái trên cái dưới có cá cả nha. Anh ơi, đúng pin đá luôn, được con trạch, đúng pin đá được con trạch, ăn dưa díu mọi người, buộc đá mọi người này, đúng con trạch nhá, đó, nó không to mọi người ạ, cũng được, buộc đá mình lôi lên nó sổ đá luôn. Ném mắt sơ xíu xíu đó mọi người ạ. Ôi trời ơi các bạn ơi, để hai con tình làn luôn này các bạn ơi. Lấy giật giật đấy chứ. Ê, giờ để hai con lúc. Sướng chưa, sướng chưa. Quê mọi người ạ. Này là mình thấy ăn này, mình cũng không nâng này. Hai ngon mọi người. Bự. Mình bấm vào mặt vô cái đèn pin vào đấy. Đấy, hai con lở lõ mọi người nhá, đẹp. Lung linh luôn. Ngọt nha. Gì à? Cá có cá được cá que mọi người ạ. Lúc nãy mình được thêm 3 con trạch mọi người ạ. Nhưng mà cái video của mình bị hỏng. Pin nó sập mất luôn mọi người ơi. Vừa thay cục pin xong. Phí thật, lúc nãy được thêm 3 con trạch. Đã luôn mọi người ạ. Đây mọi người ạ, thêm được mấy con trạch thì ít cá là thấy nhiều hẳn rồi. Chiều được có mấy con đó mọi người. Đấy, được có 1 kg rồi. Thế anh em mình làm nướng luôn. Món chính của anh em mình đây mọi người ạ. Đây là cái con ếch đường núi này mọi người này. Một mình gọi là con ếch núi, còn trên ngược người ta gọi là con salom, gọi tiếng Thái mọi người ạ. Salom nhé. Này là lúc nãy mình đi thả câu bắt được khá nhiều mọi người nhé. Bây giờ anh em nấu hôm nay là không có lá chua mọi người, nên là nấu bằng lá lốt, xào lá lốt nấu canh lên ăn với cơm em nấu được rồi mọi người ạ. Giờ chờ xào được cái món này nữa là ăn cơm thôi, được món ngon mọi người ạ. Đó, xào món này xong rồi, món này này đấy, làm khá nhiều mọi người nhá. Nồi này thì nấu lên nồi canh thoải mái ngon luôn, ăn cơm rồi đói lắm mọi người ạ. Cá thì mình cũng có đến 1 kg rồi, trừ mà là nướng cá nó lâu nên anh em chỉ xào một lá lốt vi ếch lá lốt xong là ăn cơm mọi người, còn cá tí là làm thịt nướng sau. Ăn cơm xong anh em không câu nữa là đi bắt con này tiếp, bắt đến một vài cân tối sáng mai mình nướng lên mọi người, nướng khô lên, nướng khô đến ăn ngon lắm. Sắp được canh nha mọi người ạ. Bây giờ cá nó ăn chậm, mình đang để ở đấy mình thỉnh thoảng ra nhấc xem được con nào. Nãy vừa ra nhấc được thêm cá lăng nhỏ rồi mọi người. Rồi chờ xong em nấu được canh đi xong anh em ăn cơm đã xong rồi mới đi làm mang ếch tiếp mọi người ạ. Mang ếch xong lại với nướng cá. Ủa, ít nước lắm. Nữa hả? Bát nữa. Canh mà lại.
Lại vừa ra nhấc xong mọi người thêm được em trạch này. Không to. Đó. Vừa lại nhấc xong nhá. Mình không mang máy ra ngoài này vì máy điện mình để trong này cho nên là mình ra mình nhấc xem thử đây được con mọi người ạ. Đó, canh sắp được rồi, được rồi anh em ăn cơm rồi. Ui rơi rồi. Ơi. Vừa xuống xong mọi người lên tiếp một em bò này. Một em bò, một em trạch rơi rồi, hai lưỡi được cả hai con. Số luôn. Em trạch khá khá mọi người này, đó, ngon chưa? Tỉnh đang rơi cát đây nào. Canh của mình được rồi, giờ mình chuẩn bị ăn cơm mọi người ạ. Tôn ơi, tôn ơi. Có canh thôi mọi người, ăn tạm thôi mọi người nhá. Tôi, mình sẽ dùng bữa đây mời mọi người nhá. Rồi, mời anh em nhá, mời mọi người dùng bữa của mình nhá. Mời bạn cơm mình nha. Mày ăn tạm mà ếch nấu lá lau lốt. Ngon đấy. Ngọt. À, ngon lắm. Làm bữa ăn gì ngon. Thơm. Ếch tuột thế. Lá lốt thơm là gì, cái bữa là nhiều gây âm sao. Ký dầu quá. Nhiều quá. Nó vừa tanh ngon nhỉ. Nước đây nó ngọt. Ngọt nước. Người nâu chứ. Nước này không cần mì, nói gì vẫn ngon. Rồi mọi người đã không nhiều thịt lắm. Con này nó nhỏ mà. Nước này ăn giòn cả xương thì hay. Món canh thật sự ngon mọi người ạ. Chưa có gì, cá thì mình chưa làm thịt chưa nướng. Chút nữa anh em ăn xong có thể là đi mang tiếp con đấy, xong về làm thịt cá làm một con đấy nướng mọi người nhá. Thôi chồng mình ăn cơm đây. Mai mình sớm mai đi nâng câu mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Chút đi bắt con ếch nếu mà nhiều có mình quay lại một chút mọi người nhá. Thôi mình hôm nay anh em ăn cơm một chút nhá. Mình mới ăn cơm xong mọi người rồi ra thăm câu xem có cá không nhá. Cá này hoài mọi người này. 6 7 con trạch rồi. Đó, con này cũng khá khá mọi người nhá. Hai lưỡi một mương một trạch. Đấy. Ngon mọi người. Tuyệt vời, tuyệt vời. Dê nãy nó giật giật, mình cứ nghĩ là không có mọi người, mình cứ ngồi trong kia kiểu bếp không ra này. Lại một em trạch mọi người nhá. Đẹp, lung linh nhá. Này đang trạch không luôn mọi người này. Chục con, hơn chục con rồi mọi người ạ. Cá kia mình làm thịt hết con cá nhỏ rồi. Đây, còn trạch không nhá. Đấy. 12 giờ đúng mọi người ơi. Mình sẽ làm hết thịt con ếch của mình bắt về đi. Và cái tí cá mình sẽ làm một tí nướng. Cá cần câu bây giờ nó ăn chậm và không ngâm đây. Nó vào lúc thăm một tí nó xem tầm hơn 1 giờ anh em mình nghỉ mọi người nhá. Cái chuyện nó hơi hy vọng có thêm trạch. Nói chung là được hơn chục con trạch khá khá mọi người ạ.
giờ là anh em chuẩn bị vào công việc làm thịt con sô đông. Mình làm được cái chanh nhà mình ấy. Bây giờ mình sẽ nướng ít số cá này với cái con ếch của mình ở đá núi của mình này. Được chừng làm thịt xong rồi còn chừng gần 2 kg mình ấy. Cả cá cả ếch. Bây giờ mình bỏ ở đây cho nó ráo này, khói lên là nó ráo dần rồi. Mai là vít cho nó khô đét mọi người ạ. Bây giờ là 2:20 rồi. Anh em mình chuẩn bị rái vào đây là từng 2 giờ mình đi nghỉ. Thằng em thì chắc nó đi nghỉ chút một sớm một chút mọi người ạ. Cá này là câu với mình ấy, lỗ phi này, cá mương hoa, cá trạch mình chưa làm thịt đâu, cá trạch được hơn chục con mình đang còn để ở dưới kia, nó đang còn sống mọi người ạ, cá này nó chết rồi. Này, nhiều với mình này, làm thịt hết rồi nó cũng khá bé thôi. Cái giải ra thế này thôi mọi người, giải giải ra thế này là mai nó ráo dần là khô là vừa. Mình phải đốt lửa gần đây luôn mọi người, đốt gần như thấu đêm luôn, không hôm nay không có mùng, không mang được cái chạy màn đi là mỗi nó đốt cho khổ lắm đấy mọi người này, không biết là có ngủ nổi không anh em đang cố gắng ấy. Cố gắng khắc phục cái chỗ này một chút cho nó cháy to lên. Đấy là hơi cho nó cháy to lên thì đỡ được. Lấy cái áo này em đệm dưới nữa, nó lạnh. Anh có áo mổ, áo kia anh nhớt mất đâu nữa à. Anh xin cái áo đi nha em á. Nhiều lắm mọi người ạ. Không phải lúc nào nó xong. Không hết được hắn đâu, đi dành nữa nhỉ. Thế đâu. Đó, mình vừa bày xong mọi người khá lâu luôn. Bày 20 phút, hơn 20 phút mới xong mọi người, vì nhiều cái con này nó nhỏ này. Bày dày luôn nó mới hết được cái vỉ của mình thôi, kín luôn mọi người ạ. Đó, cả vỉ luôn nhá. Đây mấy dưới này thì đốt nhiều củi to luôn. Tránh muỗi luôn bởi vì anh em không quên không mang cái màn mỗi khi mình mang đi ấy. Nên là ngủ đấy, may hôm nay sợ rét mà mang cái chăn mỏng đi đỡ nó đút tay đút chân mọi người ạ. Còn cái mặt mình thì dài hơn thằng em mà không đắp lút được chắc chắn là bị muỗi nó sơi rồi. Khổ quá, bây giờ mình chữa cho nó rau ráo này thì cái củi nó bén thì mình cứ đi ngủ mọi người nhá. Đấy, số lượng con ếch rừng của mình là được khá nhiều. Thế này, sớm mai nó ráo nó khô là đẹp mọi người nhá. Cá thì có bấy nhiêu thôi, cái chạch mình chưa làm thì chưa làm thịt mà cái coi thế nào. Chỗ ngủ của anh em thì nó cũng khá là ổn định, nhưng mà có cái là sợ tí muỗi nó đốt thôi mọi người ạ, có vậy thôi. Giờ mình chuẩn bị cho nó cháy đi ngủ đây mọi người ạ. Hẹn mọi người trong buổi sáng mai đi nâng câu nhá.